Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề tại sao Đấu La Đại Lục phần 2 sau khi phát sóng lại có ít người xem, ít người hâm mộ hơn Đấu La Đại Lục phần 1. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Đấu La Đại Lục phần 2 đã bắt đầu chính thức được phát sóng. Trước khi phát sóng, công ty đã tiến hành nhiều hoạt động quảng cáo và marketing để tái tạo thành công của Đấu La Đại Lục 1. Thế nhưng bây giờ, với sự ra mắt của Đấu La Đại Lục phần 2, chúng ta có thể thấy rõ ràng sự hứng thú của mọi người đối với Đấu La Đại Lục 2 đã giảm đi đáng kể. Theo sự tìm hiểu của mình thì số lượng người đánh giá phim Đấu La Đại Lục 2 chỉ là 234.000 người cho đến nay. Còn về Đấu La Đại Lục 1, số người đánh giá đã lên tới 5,92 triệu người. Sự chênh lệch không hề nhỏ. Xét về mặt đánh giá của hai bộ phim, chúng ta có thể thấy được Đấu La Đại Lục 2 không được thừa hưởng toàn bộ khán giả của Đấu La Đại Lục 1, thậm chí con số còn không bằng một nửa số lượng đó. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao số người xem Đấu La Đại Lục 2 lại ít hơn rất nhiều so với Đấu La Đại Lục 1? Theo quan điểm cá nhân của mình thì có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất, khán giả đã quá mệt mỏi với Đấu La Đại Lục 1. Nguyên nhân đầu tiên là khán giả đã quá mệt mỏi bởi vì Đấu La Đại Lục 1 đã được phát sóng từ năm 2018 và đã trôi qua hơn 5 năm, gần 6 năm. Sau thời gian dài theo dõi, khán giả ban đầu có thể nuôi hy vọng và theo dõi hàng tuần, nhưng sau một thời gian, họ cảm thấy mệt mỏi, chỉ không muốn bỏ cuộc giữa chừng, muốn xem một cái kết lớn, nên họ vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim này. Sau hơn 5 năm theo dõi Đấu La Đại Lục 1, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm khi nó kết thúc. Khi mà thực sự kết thúc Đấu La Đại Lục 1, họ đã nhìn lại và nhận ra rằng đã mất hơn 5 năm để theo dõi Đấu La Đại Lục 1. Khoảng thời gian này, đối với người đời có thể xem như là khoảng thời gian dài. Vậy để theo dõi Đấu La Đại Lục 2, rồi chờ bộ phim này đến cái kết còn cần bao lâu nữa? 5 năm, 7 năm, hay thậm chí là 10 năm, đa phần khán giả không thể chịu đựng được và không có đủ năng lực để tiếp tục theo dõi Đấu La Đại Lục 2. Ngoài ra, một điều chắc chắn là số lượng người xem Đấu La Đại Lục 2 đã bị giảm đáng kể so với Đấu La Đại Lục 1. Nhiều người cho rằng 5 năm là đủ dài, trong cuộc đời con người có bao nhiêu năm. Vì vậy sau khi Đấu La Đại Lục 1 kết thúc, nhiều người đã không muốn tiếp tục theo dõi bộ phim Đấu La Đại Lục 2 này nữa vì họ cảm thấy quá mệt mỏi. Do đó sau khi Đại Lục Đấu La 2 phát sóng, lượng người xem đương nhiên sẽ bị tụt giảm đáng kể. Nguyên nhân thứ hai, tình cảm của khán giả đã không còn nhiều cho bộ phim nữa. Rất nhiều người xem Đấu La 1 trước đó đã cho rằng nhóm nhân vật chính Sử Lai Khắc Thất Quái là nhân vật chính. Trong mắt người xem, nhóm nhân vật Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thành, Áo Tư Tạp hay là Chữ Vinh Vinh sẽ được góp mặt trong Đấu La Đại Lục 2. Nhưng mà không, sau khi Đấu La Đại Lục 1 kết thúc, chuyển sang Đấu La Đại Lục 2 thì không còn được thấy đám người Sử Lai Khắc Thất Quái này nữa. Nhiều người nếu như không đọc truyện thì cũng sẽ không hiểu được rằng tại sao nhóm người này lại không được góp mặt vào Đấu La Đại Lục 2. Như chúng ta thấy, sau khi Đấu La 2 được công chiếu ở tập đầu tiên thì chỉ còn hai nhân vật được tái hiện là Đường Tam và Tiểu Vũ. Trận chiến cuối cùng của Đấu La Đại Lục 1 đã đánh dấu một dấu chấm hết cho bộ phim Đấu La. Cái tình yêu của nhiều khán giả cũng đã kết thúc ở đó. Cũng chính vì lý do họ đã không còn nhiều hứng thú với bộ phim Đấu La 2 này. Sự khác biệt trong sự yêu thích của khán giả đối với Đấu La Đại Lục 2 so với Đấu La Đại Lục 1, chúng ta có thể được giải thích bằng một số lý do sau đây. Đầu tiên chính là sự so sánh. Đấu La Đại Lục 1 đã trở thành một hiện tượng và nhận được sự yêu thích rất lớn từ khán giả. Khi Đấu La Đại Lục 2 ra mắt, người ta tự nhiên so sánh với phiên bản trước đó. Sự so sánh này có thể dẫn đến kỳ vọng quá cao hoặc là cảm giác không thỏa mãn nếu phiên bản mới không hoạt động được cùng mức độ thành công. Thứ hai chính là sự thay đổi trong nội dung. Đấu La Đại Lục 2 có thể đã thay đổi một số yếu tố trong cốt truyện, nhân vật hoặc là phong cách diễn xuất so với phiên bản trước đó. Những thay đổi này có thể làm mất đi sự gắn kết và tương tác với nhân vật trong phiên bản đầu tiên, làm cho khán giả không cảm thấy quen thuộc hoặc là hài lòng như trước đây. Tiếp đó chính là mệnh giá sản phẩm. Đôi khi một tác phẩm phải đối mặt với áp lực để đạt được thành công và sự yêu thích như là phiên bản trước đó. Nếu không thể đáp ứng được kỳ vọng đó, người ta có thể cảm thấy rằng Đấu La Đại Lục 2 không đạt được sự yêu ái và đánh giá cao như phiên bản trước đó. Thứ tư chính là sự thay đổi ở trong sở thích của khán giả. Thị hiếu của khán giả có thể thay đổi theo thời gian, nhưng yếu tố và phong cách bên trong Đấu La Đại Lục 1 có thể phù hợp với thị hiếu của khán giả khi ra mắt. Nhưng khi Đấu La Đại Lục 2 ra mắt, khán giả đã có những sở thích và mong đợi mới. Sự thay đổi này có thể làm giảm sự yêu thích và quan tâm của khán giả đối với phiên bản mới. Tuy nhiên, đánh giá về một tác phẩm là một quá trình cá nhân và khá là chủ quan.
quan. Mỗi người có thể có những lý do và quan điểm riêng về việc tại sao Đấu La Đại Lục 2 không được nhiều khán giả yêu thích như là Đấu La Đại Lục 1, còn đây là quan điểm của riêng cá nhân mình. Bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những điều kiện tổng thể đã thay đổi Đấu La Đại Lục 2 sau khi phát sóng không thành công bằng Đấu La Đại Lục 1. Đấu La Đại Lục 1 ban đầu đã thành công là vì sao? Ngoài sự xuất sắc của chính tác phẩm, nó cũng đến từ việc lúc ra mắt không có quá nhiều đối thủ có thể cạnh tranh. Khi Đấu La Đại Lục 1 được phát sóng vào năm 2018, vào thời điểm này ngoài Đấu La Đại Lục ra thì dường như không có bộ phim hoạt hình nào hay hơn để cho khán giả có nhiều lựa chọn. Nhưng bây giờ thì sao? Kể từ khi Đấu La Đại Lục trở nên nổi tiếng, trở thành một dự án lớn, vô số những người làm công việc này đã là nhà đầu tư nhìn thấy, rồi họ lại cùng đua nhau tham gia. Đến thời điểm hiện tại, số lượng tác phẩm phim hoạt hình Trung Quốc dường như nó đã được tăng lên gấp đôi, trong khi đó các nền tảng video lớn cũng đã có ý định sẽ hỗ trợ cho phim hoạt hình. Nếu như Đấu La Đại Lục 2 được phát hành trước đây 2 năm thì có lẽ nó sẽ tốt hơn bây giờ rồi. Còn ở thời điểm hiện tại, khi nó vừa mới được ra mắt, áp lực của bộ phim này dường như quá lớn vì ở thời điểm này, nó đang phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm hoạt hình Trung Quốc khác. Với nhiều tác phẩm hoạt hình Trung Quốc như vậy, dường như khán giả sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Chỉ cần họ thấy bộ này không tốt, không có điểm nào hay, không phù hợp với họ thì họ hoàn toàn có thể xem bộ khác. Cũng chính vì điều này, nó cũng gây ra một vấn đề lớn, đó chính là sự phân tán của khán giả. Trước đây Đấu La Đại Lục 1 có thể trở nên nổi tiếng, nhưng hiện tại Đấu La Đại Lục 2 không thể. Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều bộ phim hoạt hình, nhiều khán giả đã chuyển sang xem những bộ phim khác. Điều này đã dẫn đến sự phân tán, đặc biệt là sau khi Đấu La Đại Lục 1 kết thúc, ngay lập tức nhiều khán giả đã chuyển sang xem những bộ phim hoạt hình khác, làm cho Đấu La Đại Lục 2 trở nên khó khăn. Tuy nhiên, mặc dù Đấu La Đại Lục 2 không thể vượt qua Đấu La Đại Lục 1, nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, nó vẫn có danh tiếng và nền chất lượng tốt, vẫn sẽ có rất nhiều khán giả xem. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một chút về sự khác biệt giữa Sử Lai Khắc Thất Quái cũ và mới, khác biệt nhau như thế nào. Chúng ta có thể thấy rằng, ở thế hệ trước và thế hệ sau, Sử Lai Khắc Thất Quái đều được xoay quanh một nhân vật chủ chốt của nhóm. Hai nhân vật chính này đều có nhiệm vụ kiểm soát nhóm, rồi đưa ra những quyết định cho nhóm thực hiện. Còn nói về sức mạnh cốt lõi của hai nhân vật chính, theo như chúng ta tìm hiểu ở trong cốt truyện, sức mạnh của Vũ Hạo thế hệ thứ hai dường như sẽ cao hơn Đường Tam rất nhiều. Mặc dù Đường Tam ở Đấu La Đại Lục 1 có sức mạnh vượt trội hơn đồng đội, nhưng chúng ta thường thấy anh ta sẽ chiến đấu một mình nhiều hơn. Còn về Đấu La 2, tất cả đồng đội thất quái đều sẽ hỗ trợ xoay quanh Hoắc Vũ Hạo nhiều hơn. Chúng ta có thể nói đơn giản giữa hai thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái như sau. Hai thế hệ đều được gọi là thất quái, nhưng không hoàn toàn tiếp nối phong cách của nhau. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thì nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.